dưới lên, sau đó mình đi qua phải qua cái vô lăng và tới màn hình này, sau đó chúng ta đi xuống cái phía cái tay cầm như thế này để cho mình dễ hình dung và dễ nhớ hơn ha. Rồi ok, tại đây xe này mới, hoàn toàn là mới vừa về luôn, chưa có kiểm tra gì hết nên em giới thiệu cho anh luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ để những cái nút này ha, anh thấy ở giữa nó có một cái nút auto và hình mở gương và gập gương, thì cái này là của mình là gập gương tự động và bằng điện ha. Thì đầu tiên ví dụ như anh gập gương, anh ấn nút bên bên phải như này nó sẽ gập vô cho anh ha. Anh nhìn để ý ha, em đang để ở giữa nè. Đó, và em ấn thì nó sẽ gập vô. Đấy, rồi. Khi mà mình ấn ra ngoài thì nó sẽ mở ra. Đấy, và khi mà cái trường hợp mình để auto ở giữa như vậy thì cái gương nó không chuyển động, là chứ là khi đó khi nào chừng nào mà anh lock cửa thì nó tự động nó sẽ gập vào ha. Cái đó là chế độ auto. Và tiếp theo mình sẽ xuống này, mình thấy nó cái vòng này nó để chữ left on right anh không, thì khi mà anh gập qua phải thì anh sẽ chỉnh cái gương, cái chỉnh cái gương chiếu hậu bên phải, và nếu như anh gập qua bên trái thì anh sẽ chỉnh cái gương chiếu hậu bên trái. Thì làm sao để chỉnh, thì đây là có một cái vòng xung quanh này để anh ấn. Ví dụ em ấn xuống này là cái gương chiếu hậu nó sẽ đi xuống, em sẽ ấn bên dưới tay nha, mình sẽ nhìn cái gương đấy, ấn như vậy nó sẽ xuống, và em sẽ ấn lên này, ấn lên thì cái gương nó sẽ chạy lên anh ha, ấn ra bên trái bên phải đó, mình chỉnh gương xem cho phù hợp đối với mình. Tiếp theo đây là lúc cái nút để lock cửa này, đó sẽ lock hết tất cả cửa luôn, và nút dưới sẽ mở ra ha. Ok, tiếp theo đó là cái nút lock gương. Đấy, lock cái lưng gương này thì đằng sau mở không được ha, ghế tài thì vẫn mở được nha, tài xế thì được quyền mở hết, nhưng mà cái, những cái người ngồi phụ thì không mở được. Còn đây là bốn cái gương của bốn cái cánh cửa của mình ha. Đấy, đây là cái mà lock cửa này của mình thì mở vẫn ra, nhưng mà những cái cửa kia thì sẽ không ra đâu. Rồi tiếp theo mình đây là cái đèn ha, anh thấy cái đèn pha không, em sẽ mở cái đèn pha này lên nha. Đèn pha thì bằng cách mình gặt cái nút này lên như này ha. Anh sẽ nhìn cái này ha, cái này là chỉnh hướng của cái đèn lên hay xuống. Ví dụ như đèn nó đang như vậy, em gặt lên nè, đó anh sẽ thấy nó từ từ đi lên đúng không, đúng không anh Công? Đó, như vậy đi lên, còn em gặt xuống nè, cái đèn này có thể điều chỉnh lên xuống cho anh ha, đèn pha. Rồi cái bên hông này là cái nút để mở sáng hoặc tối cái màn hình táp lô này. Ví dụ như em ấn dấu trừ nha, em sẽ ấn dấu trừ và nó hiện, anh thấy màn hình đang tối dần thấy không? Đấy, rồi cái này là mở sáng lên, cái này là tiền mọi người ha. Thế nhưng mà ban ngày thì để sao mà sáng maximum, còn khi mà anh chạy ban đêm thì nó tự động nó chuyển, anh yên tâm. Cửa nó không được chặt. Rồi đó, đóng chặt lại. Rồi tiếp theo đây là nút eco, gọi là kiểm soát tiêu hao nhiên liệu ha. Anh ấn nó sẽ sáng lên góc này ha. Đó là khi này xe sẽ đi, nó sẽ tiết kiệm xăng hơn cho anh. Tiếp theo sẽ đến cái vô lăng này ha. Bây giờ em sẽ chỉnh lại cho anh cái đầu, từ đầu tiên đây cái đèn ha. Anh mở như vậy gọi là auto nè. Đó, nó sẽ tự động mở đèn khi đèn tối ha, khi vào ban đêm ha. Cái đèn này là đèn rờ, đèn sáng ban ngày á. Thì em cũng không để ý nữa, nhưng mà cái này giống như đèn đường sương mù á. Cái này là đèn sương mù nè ha. Cái này là đèn pha, anh gặt nè, đang đèn sương mù, anh gặt lên cái nữa ra đèn pha, đèn cốt nha. Anh gặt xuống là ra đèn pha ha. Anh trả về kéo về phía mình, nó dễ quá nè, hoặc là mình kéo về phía mình gọi là đá đèn nè, thấy không? Đó, đá đèn ha. Ok. Rồi, xi nhan thì bật lên nè. Đó, bật xuống nè. Rồi ok ha. Rồi tiếp theo là vô lăng ha. Cái nút mode này nó sẽ ảnh hưởng tới cái đầu DVD bên này ha. Khi mà anh ấn nút này nó sẽ chuyển cái chế độ này. Đó, chuyển sang disc này. Anh ấn một cái, anh thả ra là nó sẽ tự nhảy nhảy qua nha. Anh ấn cái nữa này, nó qua nè. Đó, thì em sẽ chỉnh qua radio sang thả ra. Ok, radio này. Thả ra. Đó, bắt đầu nó chạy qua. Anh thấy là radio nó không lên tiếng đúng không? Đây anh nhìn cái ký hiệu bên này nó đang tắt tiếng này. Ok chưa? Rồi bây giờ mình mở tiếng bằng cách mình ấn cái nút mute như này. Đó. Tài về cái chuyện mà dùng thuốc ho như thế nào là thực rồi. Tế là tốt nhất ha. Nó ồn quá thì thay vì mình chỉnh cái vô lăng bằng cái âm thanh bằng đây ha, thì mình có thể chỉnh nó trên vô lăng này luôn ha. Làm cho cơn ho nó không ho được. Đó, rất là nhỏ đúng không? Rồi cái nút bên hông này là cái nút để qua cái đài ha. Ví dụ như anh đang ở đài 956 ha, anh gạt lên nè. Đó, nó sẽ nhảy từng đài ở đây ha. Từng đài nó lưu rồi ha. Đó, em gạt qua, anh cộng lên nè. Đó, anh sẽ nhảy qua cái đài nữa. Đó, anh sẽ để một hồi thì nó mới phát âm thanh cho anh nhé. Rồi tiếp theo ở giữa là kèm handbrake rồi đúng không?
Tiếp theo mình sẽ tới đầu tiên là cái nút này. Em sẽ ấn lên cho anh coi. Hoặc là Ru Control. Đây ha, Ru Control thì nó hơi mờ đó. Ru Control này thì của em gọi là ga tự động. Cái này anh sử dụng bằng cách là khi mà anh chạy xe với tốc độ là 40 km/h thì sau đó khi mà tới km đó thì anh gạt xuống. Đó, khi mà gạt xuống thì lúc đó nó sẽ set cho anh. Thì lúc đó là anh bỏ chân ra khỏi chân ga. Và anh có thể để chân ở trước cái cần thắng, gặp trường hợp gì anh có thể đạp thắng. Thì cái Ru Control này nó sẽ tự tắt khi mà anh đạp thắng, đạp ga hoặc là nấn nút cancel trên này, nó sẽ tự hủy cho anh vì cái này nó cũng nguy hiểm. Mình chỉ sử dụng trên đường cao tốc là chủ yếu ha. Rồi tiếp theo cái ở dưới là giới hạn tốc độ. Rồi, cái xe này khá là nhiều tính năng ha. Gọi là giới hạn tốc độ, anh sẽ ấn lên và nó hiện như vậy ha. Đó, khi mà anh gạt xuống là set, thấy không? Anh gạt xuống là nó set này, nó sẽ hiện lên trên này cho anh. Đó là 30 km/h. Có nghĩa là tối đa ví dụ anh đạp hết ga, hết số luôn, nó chỉ có 30 km/h thôi. Rồi nếu mà anh thấy chậm quá, anh cho nó giới hạn tới 60 ha, anh cộng lên. Để em giữ cho nó cộng lên luôn nè, 40 nè. Đó, 60. Thì khi này lúc mà anh set xuống rồi á ha, rồi thì anh cộng lên xuống thì nó không ảnh hưởng gì đâu ha. Trừ khi anh ấn cancel thì nó mới hủy đi ha. Đó, thì anh cứ để 60 này, anh đạp hết ga số nó cũng chỉ là 60 thôi ha. Đấy. Rồi bây giờ ví dụ anh muốn hủy nó đi, thả nấn đi thôi. Là nó cancel này, anh thấy nó gạch 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 nè. Đó là hủy. Rồi anh tắt luôn đi cho nó đỡ phải rướng cho anh. Đó. Ok ha. Cái này là anh để điều chỉnh vô lăng này. Đó. Cái này là gọi là anh sẽ điều chỉnh cái ba chế độ vận hành của nó, ba chế độ lái đó thì nó hơi mờ ha. Đây ha, em sẽ coi xem nó lên như nào. No. Cái này thì nó chỉ có comfort với nó có comfort, normal và sport. Đó. Thì khi mà anh để cái chế độ comfort đó, em kéo à đây được rồi. Khi mà anh để cái chế độ comfort, đây em ấn nhìn coi. Thì cái tay lái rất là nhẹ ha. Rồi anh để normal là nó bình thường, nhưng mà để chế độ sport này thì nó sẽ nặng cái tay lái hơn anh xíu hơn. Đây anh thấy có dấu chấm than ở trên màn hình tắp lô này, cái này là khi đó anh kéo thắng tay nè. Thắng tay em rất là dữ ha, anh thả ra là nha. Em thả thắng tay cho anh coi. Thả thắng tay nó tắt theo. Đó, kéo lên. Đó, ok ha. Rồi ok, tới cái này mình sẽ để chỉnh màn hình tắp lô này, cái nút này ha. Nha, rồi cái nút này ok. Khi mà anh ấn nè, nó sẽ đổi qua cái chế độ khác để anh co cái thông tin của xe ha. Thì cái này thời gian nè, cái này là để service, cái này mình không quan tâm ha. Chip A là đo đoạn đường này, chip B đoạn đường này, cái range này là cái số lượng mà km còn lại đối với xăng còn lại á. Nó đang ước tính là xăng ở trong bình xăng của xe mình sẽ đi được 41 km nữa ha. Ok anh ha. Cái ở dưới số 13 đó, cái đó gọi là odor. Odor là cái số km xe mình đã đi được. Cái này thì nó không có trở lại, anh chạy càng ngày càng đếm thôi. Cái 33 này là nhiệt độ outside, là nhiệt độ bên ngoài nha. Rồi ok, mình tới cái màn hình DVD bên này ha. Anh thấy đây là có những cái nút cứng nè, như Navi, mood này thì nó sẽ cùng với cái mood ở trên vô lăng ha. FM, cái menu. Thì thay vì mình ấn trên màn hình cảm ứng thì nó sẽ có những cái này và ký hiệu luôn. Thì đây là nút cứng của mình nè ha. Đấy, nút cứng bên này nè. Switch này để qua trang này, cái này là ấn với Bluetooth nè. Đấy, rồi set up. Rồi, ok ha. Đó. Ok, mình sẽ tới cái này ha. Cái này là dàn lạnh của mình, là dàn lạnh tự động. Anh thấy có chữ auto không? Đấy, thì bây giờ em đang để nhiệt độ là low, là có nghĩa là thấp nhất ha, là nhiệt độ rất là lạnh rồi. Anh thấy là có chữ SINC, có nghĩa là đồng bộ, em tắt đi nè. Đó là có nghĩa là anh chỉnh nó hai vùng độc lập luôn. Anh ví dụ như anh chỉnh bên này mát hơn bên kia thì anh tăng cái nhiệt độ như lên, đó là sẽ hai bên nó sẽ chia hai vùng độc lập, là một phía bên tài trở về sau luôn, một phía bên này qua bên ghế phụ là trở về sau, nó sẽ điều chỉnh như hình của mình có hai dàn lạnh ha. Rồi cái này ví dụ anh tăng nhiệt độ lên nè. Đó thì nó sẽ độc lập với nhau. Hoặc trường hợp là anh muốn cả xe này cùng nhiệt độ thì anh ấn như này. Đấy, anh chỉnh một cái nó chạy hai cái. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đến chế độ auto. Auto là khi anh chỉnh cái nhiệt độ như thế nào thì nó sẽ tự động set cái dàn lạnh và cái quạt cho anh ha. Ví dụ anh ấn vô nè. Đó, nó sẽ tự động nó tăng cái quạt lên cho anh ha. Ok. Nó sẽ tự động tăng cái quạt cho anh lên. Rồi ví dụ anh không tính thì anh có thể chỉnh cơ bằng cách anh đặt này, hoặc là trường hợp mà anh tắt cái ọp này ha. Anh tắt cái ọp này thì nó sẽ tắt luôn dàn lạnh của mình. Anh ha. Tắt luôn dàn lạnh.
Rồi bây giờ ví dụ như anh khi mà anh tắt này là nó sẽ tắt luôn gió với dàn lạnh của anh nha. Rồi anh mở lên các anh vặn nhẹ hoặc lên tăng gió như này nó sẽ lên ha. Ok, cái này là khi mà anh thổi gió vô người. Dạ dạ ok. Rồi, ok. Cái này là thổi vô người với dưới chân luôn ha. Cái này thì nó hơi đặc biệt hơn khá là có thể thổi được 3 triệu gió luôn. Những dòng khác thì nó thổi tối đa chắc được 2 giờ 2 triệu gió là một là vô người với là trên đầu của mình ha. Đây còn nó thổi dưới chân luôn, một lúc 3 cái cũng được. Đấy. Rồi ok ha, cái này có nghĩa là foam thì là nó ký hiệu của sưởi kính trước ha. Sưởi kính trước này ha. Cái này là sưởi kính sau. Cái này AC là khi anh tắt đi là chỉ có gió và không có dàn lạnh nha. Rồi anh mở lên. Cái này là lấy gió trong. Cái này là dây lấy gió ngoài. Thường thì đi xe sẽ lấy gió trong ha. Rồi ok, đây có hai cổng là AUX và USB. Thì cái này chắc mọi người cũng biết rồi. USB cổng ở đó, AUX là một cái cổng rác 3.5 nối từ điện thoại của mình qua cái này. Hai cái đầu giống nhau nha. Rồi ok, đây là cái nút Shift Lock. Cái này là trường hợp mà khi mình xe mình bị sự cố gì á, mình không thể là kéo về để chữ N á, để nó kéo xe đi, thì cái này mình sẽ cậy lên ha, mình cậy nó ra và có một cái nút mình ấn để nó cái hộp số có nghĩa là nó nhả ra để mình kéo xe, mình kéo xuống chữ N để mình kéo xe về mình sửa chữa ha. Rồi P, cái chữ B này là để đậu xe này, R là gear, N là cái gọi là số mo đó, anh cái từ mọi người hay dân giả thì gọi là số mo, chữ D là tự động ha. Mình cứ việc chạy là mình kéo bằng chữ D là mình chạy thôi. Còn ví dụ như trường hợp là mình để cái này nó có bán tự động để anh kéo bằng chữ D ha. Anh thấy không, nó hiện trên màn hình là chữ D này. Đó, sau khi mà anh muốn chạy giống bán tự động với là vô số 1, số 2 đồ anh gặp cái này của bên phải. Đó thì nó hiện số 1 này không? Nhìn lên tay trái trên cái chữ 33 độ C đó. Khi mà anh chạy đủ vòng tua anh gặp cái nó lên số 2. Hoặc là lên đủ vòng tua lên 3 số 4, nhưng mà cái này nó ở một chỗ anh chỉ gặp lên số 2 thôi ha. Rồi ha, nếu mà trường hợp anh không gặp, không thích gặp bằng cái vô lăng lên xuống ở chỗ này thì anh có thể xài cái lẫy vô lăng ở đây ha. Ở đây này là dấu trừ này, trừ là nhả số này. Còn này là lên số ha. Rồi, em sẽ nhả số này cho nè. Lên này. Đó, này là xuống này. Đó, ok ha. Rồi. Hiện tại thì cái bảng của mình là bảng gọi là bảng xăng tiêu chuẩn nên mình là xài remote điều khiển từ xa, mình có hai cái chìa ha. Đấy, bây giờ không có chìa đúng không, mình ấn chìa. Đấy, mở lên ha. Ok, này là lock cửa. Cái này là lock, cái này là mở. Và cái này mình muốn mở cốp sau á, nhiều khi ấn không được, mình phải ấn chữ hold nha. Để cái trường hợp là mình không muốn mở cái cửa của mình ra thì mình chỉ cần ấn cái này mình mở lên thôi. Chữ này xong mình bấm nút đằng sau mình mở ra. Rồi, gương của mình là gương chống chói nha. Khi nào mà nó có màu xanh như đây là gương chống chói nha. Còn ở đây nè, nó có cái nút này. Đó, tắt đi. Đó, có vẻ như chỗ này nó hơi mờ, tại vì đậu một chỗ này nó hơi tối ha.